Xin chào tất cả các bạn, tôi là chuyên gia nước của Enterbike Việt Nam. Hiện nay, phần lớn chị em phụ nữ có thể sẵn sàng bỏ từ vài trăm đến hàng chục triệu đồng để mua các dòng mỹ phẩm chăm sóc da của mình. Nhưng tiếc rằng, chỉ 5% trong số đó biết rằng nguyên nhân xuất phát chủ yếu là từ nguồn nước của mình sinh sống. Đã có bao giờ bạn tự hỏi rằng nguồn nước trực tiếp bạn đang sử dụng liệu có thật sự sạch? Nguồn nước ấy có bị ô nhiễm không? Nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng con người. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của làn da. Hôm nay hãy cùng chuyên gia nước đi sâu vào vấn đề tác hại của ô nhiễm nước và tìm ra giải pháp bảo vệ cho làn da vẻ đẹp của mình nhé. Phần lớn cơ thể của chúng ta là nước, chiếm khoảng 70%, nó trực tiếp tham gia vào việc nuôi dưỡng tế bào, chăm sóc làn da của chúng ta khỏe mạnh. Ô nhiễm nước ở Việt Nam, nhất là ô nhiễm môi trường nước ngọt, đang là vấn đề nan giải. Không ai dám chắc được rằng nguồn nước mà chúng ta đang sử dụng là hoàn toàn sạch. Vậy thì làm sao nó có thể chăm sóc da mình đẹp, con người khỏe mạnh? Sạch và hợp vệ sinh là hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó, có rất nhiều người đã chủ quan về nguồn nước khi chăm sóc làn da của mình. Do đó, nguồn nước chúng ta trực tiếp bổ sung vào cơ thể cũng như trực tiếp chăm sóc làn da có thực sự sạch. Ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng chính là tác nhân này sẽ tấn công và xâm nhập sâu vào làn da, lỗ chân lông và có thể là làm cho da bị tổn thương. Điển hình như da bị sần sùi, khô sần, viêm da, mẩn ngứa, nổi đỏ, lão hóa, thậm chí là nổi mụn và sưng đỏ. Vậy, chúng ta có thể thấy rõ được ô nhiễm nước đã gây ra hiệu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp lên làn da và sức khỏe của chúng ta. Có thể nói, nước giúp loại bỏ bụi bẩn và hóa chất có thể ảnh hưởng đến da của chúng ta. Hiện nay thì có đến 80% bệnh tật xuất phát từ nguồn nước và ô nhiễm môi trường. Mỗi ngày chúng ta cần nhiều nước để cơ thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, chúng ta mất rất nhiều nước qua hơi thở, mồ hôi, ngay cả khi chúng ta không tập thể dục. Sự lựa chọn duy nhất là bổ sung đủ nước cho cơ thể. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết cách uống đúng cách mỗi ngày để tận dụng tối đa các lợi ích của nước dành cho cơ thể. Nước sinh hoạt liệu có tốt cho làn da của chúng ta? Đây là nguồn nước sạch vì được xử lý bằng các hóa chất ở các nhà máy. Tuy nhiên thì trong quá trình vận chuyển, nước từ khu vực xử lý đến nơi tiêu thụ như các hộ gia đình thì nguồn nước có thể bị nhiễm khuẩn, nhiễm kim loại từ các đường ống bị rò rỉ trở lại. Vì thế, không nên uống trực tiếp. Nước sinh hoạt không phải là nguồn đảm bảo để uống trực tiếp. Ngoài nước sinh hoạt thì còn có nước bình đóng chai. Với cuộc sống bận rộn như ngày nay, nhiều người thường hay tin dùng các loại nước bình đóng chai 20 lít vì nghĩ rằng đây là nguồn nước sạch, đáng tin cậy. Nhưng thực ra không phải nước nào cũng đúng như 100% lời quảng cáo. Nguồn nước uống từ bình đóng chai được lọc từ các nhà máy được xem là an toàn, đôi khi gặp nhiều vấn đề trắc trở. Lâu lâu chúng ta lại thấy những thông tin về các cơ sở dùng hóa chất không rõ nguồn gốc để lọc sản phẩm. Quy trình sản xuất không hợp vệ sinh hay việc vệ sinh không sạch các bình nước trước khi tái sử dụng. Cũng như rất nhiều các trường hợp khác nhau, chúng ta hoang mang quyết định sử dụng. Hiện nay thì có một số loại nước đóng chai có độ pH nằm trong khoảng từ 6.5 đến 7.5, nên đây không phải là giải pháp tuyệt vời cho làn da và cơ thể. Vì vậy, để chăm sóc làn da, mỗi chúng ta cần phải bổ sung cho cơ thể một lượng nước ion kiềm giàu hydro và phải sử dụng trực tiếp trên làn da với nước axit có độ pH 5.5 để chăm sóc da, rửa mặt hàng ngày, giúp da cân bằng độ pH, mịn màng và se khít lỗ chân lông. Hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến làn da khi chúng ta sử dụng nước bị ô nhiễm. Theo các nghiên cứu từ các cơ quan ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, thì arsen và các hợp chất arsen vô cơ là các chất gây ung thư. Cho con người, hợp chất này thì có thể gây ra ung thư da. Độ pH của da ở mức trung bình từ khoảng 5.5 đến 6.0. Và nếu làn da bị mất cân bằng thì thường rất dễ bị tổn thương như ngứa, đứt nẻ, khô ráp, nổi mụn hoặc mắc các bệnh ngoài da khiến da bị lão hóa rất nhanh. pH tăng dẫn đến các enzyme cũng bị phá hủy và gây ra các nếp nhăn. Khi da thường xuyên nổi mụn, da nhờn thì có thể bị quá axit. Bằng cách bổ sung trực tiếp cho cơ thể lượng nước ion kiềm phù hợp và chăm sóc da bởi lượng nước ion axit thích hợp thì chúng ta sẽ có một làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong đến vẻ bề ngoài. Và để đánh giá nước có sạch hay không thì Bộ Y tế đã đưa ra tiêu chuẩn QCVN01/2018, trong đó có đến 99 chỉ tiêu nồng độ của các chất cho phép như màu sắc, mùi vị, độ đục, độ pH, độ kiềm, độ cứng, tổng chất rắn hòa tan, các hàm lượng vô cơ và hữu cơ như nhôm, sắt, mangan, crom, đồng, chì, kẽm, niken, vi sinh vật như coliform, E. coli. Ngoài ra, Bộ còn đưa thêm 21 chỉ tiêu hóa học và 5 chỉ tiêu vi sinh theo tiêu chuẩn QCVN 06/1/2010 của Bộ Y tế để đạt thêm tiêu chuẩn nước sạch mà có thể uống được trực tiếp mà không cần phải đun sôi. Để biết được nguồn nước của mình đang dùng tốt hay không thì chúng ta phải biết đến những chỉ tiêu để đánh giá chất lượng nước như đã đề cập ở trên.
Nếu chúng ta sử dụng nước iông kiềm kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý thì nó sẽ cải thiện làn da cũng như sức khỏe của chúng ta một cách rõ rệt. Và trên đây là những thông tin chuyên gia nước Enterbite muốn chia sẻ với các bạn để biết thêm những thông tin hữu ích về sự quan trọng nước sạch đối với làn da của mình. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích để bảo vệ sức khỏe của bạn cùng những người thân yêu trong gia đình mình. Và hãy theo dõi kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.